Xin chào, chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của Sapa ơi. Các bạn thân mến, hiện tại tôi đang có mặt tại chợ Sapa. Chợ Sapa này thì mở tất cả các ngày trong tuần các bạn nhé, từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ tối các bạn ạ. Thì trong này thì sẽ có các khu khác nhau. Thứ nhất là đồ tươi sống này, thứ hai là các khu hàng ăn, và thứ ba là các khu đồ lưu niệm các bạn ạ. Và thứ tư là trên tầng 2 thì sẽ có những cái đồ mà bán cho bà con sinh hoạt ở đây. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn vào trong khu chợ Sapa này nhé. Hãy cùng theo mình thôi. Đây, ngay từ ngoài vào ấy thì mình có thấy bà con ở đây thì từ người Giấy này, người Mông đều sẽ mang những cái nông sản của mình đi. Ví dụ như là đây là hoa quả, quả đào, quả lê này và quả mận. Và bên này thì các bà con, các chị người Giấy thì sẽ mang theo cơm nam này và bánh chưng đen đi để mà lên chợ để bán cho khách du lịch cũng như là người dân ở đây các bạn ạ. Đào lê Sapa đúng không? Có cả mận luôn. Bây giờ đang mùa các bạn ạ. Ngoài này có cả mật ong luôn này. Đây là quả dâu da đúng không? Mình ở xã nào đấy? Mình ở dưới xã nào? Dưới bản à? Ok. Bên này thì có thịt trâu, thịt lợn sấy, mắc khén, mắc ớt, chùm chéo. Đây là cơm nam. Cơm nam và bánh gì đấy? Bánh chưng đen của người Giấy đúng không? Vâng. Để, ngon nhở? Mình người Giấy Tả Van à? Vâng. À, tuyệt vời nhỉ? Ok. Sang bên này thì sẽ có, đây là những con dao của người Mông này. Dao người Mông à anh? Dao với cả cái con dao phát. Đây. À, mua mang đi lan đi bán à? Mang phong lan đi bán. Chim nữa à? Chim. À, chim. Chim bán rồi. À. À đây thì bắt đầu vào đến chợ Sapa rồi các bạn nhé. Ngay phía ngoài đây có rất là nhiều các đồ lưu niệm, như là móc chìa khóa này, những cái loại vòng, những cái nhẫn, rồi là ví, thổ cẩm, quần áo. Bên trong này thì chủ yếu là đồ thuốc bắc các bạn ạ. Tam thất, mấy cả lụ hoa tam thất, hạt óc chó, táo đỏ. Đấy, khách hàng thì đi một vòng về đã mỗi người một túi để mua về làm quà. Chợ này thì nó có 2 tầng các bạn nhé. Tầng 1 thì nó cao hơn, còn ở phía trên tầng 2 kia thì họ cũng bán quần áo này. Tí nữa mình sẽ lên tầng 2 cho các bạn xem. Em ơi, đây là cái gì đây? Thuốc bắc à? Lấm à? Lấm hương à? À. Của Sapa luôn đấy đúng không? Thơm nhờ. Đứng ở cái hàng thảo mộc này mùi thơm lắm các bạn ạ. Sapa luôn. Lấm này em bán như nào? 300 một cân. 300 một cân anh ơi. 300 một cân là đã ấy khô rồi đúng không? Đúng rồi, là khô luôn rồi đấy anh. À. Còn tươi thì làm sao mà không để được lâu á. À. Tươi khô thôi. Lấm này thì về nấu như kiểu nấu bình thường ấy đúng không? Vâng. Hầm hiếc các thứ. Nấu miến này hay là hầm gà. À. Cho vào rất là thơm. 300. Cũng thấy khá là hợp lý nhỉ. Nếu mà một cân của nó, nếu mà khô này chắc được nhiều lắm ấy. Ừ đúng rồi. Túi đầy này chắc được cân 8. Thế á? Cả túi này chắc được cân 8. Chắc gần 2 cân đúng không? Vâng. À ui, các bạn thấy không? Một túi này to như thế này mà được có 2 cân nó. Thế thì nửa cân nó sẽ được bằng này nhỉ. Nhiều quá. Đây họ thường làm luôn tại cái cửa hàng luôn. À đây là trà gì ấy chị? Trà hồng sâm. À hồng sâm đúng không? Hồng sâm. Đây trà thảo mộc thập cẩm à chị? Đủ vị. Cái này có ngọt không chị? À đây, nếu mà khách mua thì có thể uống thử luôn trà ở đây các bạn ạ. Đấy. Trà thảo mộc. À mình cho thập cẩm luôn đúng chị? Một gói này mình đóng bán bao nhiêu? 60.000 nửa cân à?
Có trà sâm mật không? À đây, Hồng Sơn Sơn mật đây, 100.000 ba gói. Cái trà này mình cũng rất là hay uống này các bạn ạ, ngọt lắm. Ok. Đi tiến xa hơn vào trong này thì mình có thấy họ bán thêm thớt này, thớt gỗ nghiến với cả điếu cày. Đấy. Những cái gọi là khèn này và những cái trống. Đây, dao mèo. Thớt đây các bạn nhé, thớt gỗ nghiến đấy. Ngoài ra thì có cả nước tắm người dao đỏ này. Ok. À bên này thì sẽ là đồ chơi các bạn ạ. Đây, cửa hàng đồ chơi rất lớn luôn. Và có những cái túi sách ở trong này. Trẻ em thì đến đây thì sẽ rất là thích này. Ủa, những cái đồ, những cái túi sách rất là nhiều luôn. Nếu mà trời mưa hay trời nắng thì các bạn đi vào chợ này thì cũng rất là không có phải lo nghĩ gì các bạn ạ, vì đây có cái mái che to và che mưa che nắng, mình có chơi ở trong này cả ngày cũng được các bạn ạ. Trước khi lên tầng 2 thì mình sẽ đi quay một chút cái khu vực ẩm thực cho bạn cùng xem. Đây. Đây là cửa hàng bán ăn sáng, chợ trong Sapa. Và có đầy đủ. Có gà này, có đây là thập cẩm. Bao tiền bát cô? Thập cẩm 40 bát. Đấy. Đồ ở đây thì chắc là tươi rồi, vì ngay bên trái đây là thịt, đồ tươi sống bên này thì họ có mua nhập luôn sang bên này để mà nấu nướng luôn. Ngon lắm ấy. À, cá này có phải ở Sapa không chị? Cá hồ ấy. Cá hồ à? Chiên giòn. Mình bán đến mấy giờ chị? 6 giờ tối, cả ngày luôn. Bây giờ đang là tầm 10 giờ nên là khách cũng ăn khá nhiều vào buổi sáng rồi. Đây bên này cũng là một khu ẩm thực khác nữa các bạn nhé, có hai khu. Đấy. Cá thắng cố này anh này. À. Đây cá suối thắng cố gà đen này anh này. Đây thắng cố à chị. À. Cá suối Sapa đấy đúng không? Cá đen lên. À. Toàn món đặc sản của Sapa thôi. Gà đen này bán con à? À em bán con à. Bao tiền một con? 300 ạ, con bé thì 250 ạ. À. À luộc lên nó như này. Trễ chàng có hết đúng không? Gà đen có hết. Ui ngon thế. Đồ này toàn đồ tươi ấy nhỉ? Ui ngon đờ. Đấy, gà này như kiểu gà thuốc ấy chị nhỉ? Gà thuốc đấy con. Trứng chàng. Đây. Đâu ạ? Đây là các bà người giấy bán gì đây? Xôi hả chị? Để mở ra em xem nào. Wow, xôi người giấy mấy màu đây? Người giấy tà vàn 3 màu. Mình bán 10.000 một túi à? 10.000 một suất. À. Một sáng thì bán được hết cái chỗ này không? Một buổi ấy? Hết chỗ này? Hai thùng. À, hai thùng này là xong là đi về thôi. Và ngon lắm ấy. Đây bánh người giấy tà vàn này. Bánh trưng đen. À. Chị ở Tà Văn à? Đúng không? Ừ, bánh trưng đen ngon lắm các bạn ạ. Các bạn đến Sapa thì hãy trải nghiệm ăn những cái bánh trưng đen này, những cái xôi bảy màu. Rồi cơm nam các bạn nhé.
khu bên này là khu chợ thực phẩm các bạn ạ. Ở đây thì có những cái loại chè này, kem, chè, bánh rán. Đấy, thịt trâu sấy rất nhiều luôn, hầu như ở gặp ở đâu cũng gặp thịt trâu sấy với cả lợn sấy. Và bây giờ mình sẽ qua một chút cái hàng thịt bên này nhé. Đây là khu vực bán đồ tươi sống này các bạn này, đồ thịt lợn với cả thịt bò, thịt gà, cá. Đây chợ cá đây các bạn nhé. Ui, có những con cá rất là to luôn. Đây cá chấm, có những con này phải đến 5-7 cân đấy các bạn ạ, to thế. Gà ta à cô? Gà ta ngon. Ngon đúng không? Bên này thì có cả thịt chó nữa các bạn ạ. Đây là các loại mứt ô mai à anh? Mứt ô mai đấy bạn ạ. Ở Sapa này luôn à anh? Đúng, cái này là ở Sapa, còn cái này thì không phải. Cái này kiwi ở Sơn Lóng. Sơn Lóng à? Kiwi à anh? Kiwi không phải. Cái này mình tự làm mà anh? Cái này là mình mua về, người ta làm người ta bán cho mình. À thế à, vâng. Ở đây có rất là nhiều những cái món đồ nhìn rất đẹp mắt. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua bên cái khu chợ gọi là chợ rau và ẩm thực bên phía ngoài các bạn nhé. Kia sẽ là bến xe Sapa kìa các bạn nhỉ. Đấy. Rất tiện luôn, khách có thể đến bến xe sau đó thì đi tham quan chợ. Trước khi về thì cũng có thể là qua chợ để mà mua những cái món đồ làm quà, đặc sản hoặc là ăn uống trước khi lên xe. Phía bên ngoài này thì toàn bộ là họ sẽ bán thịt lợn này, thịt gà và cá. Đây, còn ở phía ngoài cùng này này thì họ sẽ bán những cái đồ ăn sẵn như này. Dưa, bánh mì, pate, rồi là hoa quả. Bên này thì sẽ có thêm cái khu của bà con có thể bán những cái nông sản của mình trực tiếp ở ngoài này luôn. Tuy nhiên thì cái khu ở ngoài này thì họ sẽ không cố định các bạn ạ. Có thể là hôm nay bà con đứng ở đây nhưng mà vì là vấn đề quy tắc môi trường nên là ngày mai có thể họ sẽ đứng chỗ khác. Rau rất là ngon luôn. Rau Sapa đúng không? Su su. Hầu hết là rau, chuối, mít. Đây. Có những quả dưa mán này. Đây phải dưa mán không chị? To nhờ, to đấy. Đây đậu đỗ, rồi là bí bao tử. Bí bao tử ngọt lắm các bạn ạ. Còn đây là đào này. À đây là củ cải đỏ à? Củ cải đỏ đặc sản đấy các bạn ạ. Ở trong có đỏ không? À trong lại trắng. À chỉ đỏ bên vỏ ngoài thôi. Hoa gì đây em? Hoa gì đây? Hoa bí à? À bí. Hoa bí nấu món gì? Về nấu xào à? Xào nấu canh. Và con ở đây thì mỗi người chỉ có một giỏ rau này thôi. Sau đó thì đứng đến chiều hết thì thôi ạ. Ui ôi, chị mua được con trạch à, hay con gì đấy? Trạch đen. Trạch à? Trạch này mua bao tiền một túi này? À mua về phóng sinh à? À. À à. Đấy. Không phải ai mua đồ về cũng để ăn đâu. Vâng. Chị còn đi phóng sinh ấy các bạn ạ.
mình sẽ qua bên này qua xem chợ hoa quả. Đây là quả mận. Bao tiền giỏ này bà ơi? 30.000 một giỏ à? Mận đấy tên là gì? Mận tên là gì? À cà chua à? Ôi giời ơi. Thế là mình nhìn giống quả mận đấy. Đây là quả lê này. Ừ. Đây bà hôm nay bà đi chợ chỉ bán có một ít ớt này, một bữa rau với hai giỏ mận thôi. Còn đâu lê là của người khác. Đây là măng. Măng Sapa. À. Đây. Phía trước mặt các bạn là khu chợ hoa quả các bạn nhé. Quả gì to này chị? Đây á? Mận nhót Sapa á? Mận sao nhìn nó to đấy nhỉ? Đây là đậu Hà Lan. Nấu canh rất là ngon các bạn nhé. Ông đi bán gì đấy ông? À bán măng à? To nhỉ? Một cái măng này phải mấy cân nhỉ? Một cân rưỡi. Đây măng ngọt hay măng đắng? Măng ngọt à? Ồ, to thật đấy. Cái này bán theo quả hay là cân? Bao tiền một cân ạ? 15.000 một cân. À. Cái này lấy trên rừng à? Nhà rồng á? À. Tự làm được. À. Đúng rồi. Măng này chắc là ở Sapa luôn đấy nhỉ? Phía bên ngoài này đường L2 các bạn ạ, thì sẽ có một số cái nhà hàng này mình thấy ăn đồ ăn cũng khá là ổn. Đây, ví dụ như các bạn thích vịt nhá thì ra cái quán vịt cỏ Nguyễn Vũ này. Mình đã ăn ở đây rồi, rất là ngon. Mình sẽ vào quay cho các bạn xem họ đang nướng vịt các bạn nhé. Chào anh nhá. Đây là vịt anh? Vâng, vịt và gà. À, cả gà, cả vịt nướng à? Vâng. Vịt này mình bán thế nào anh? Mình bán mang về là 220.000 một con. 220.000 một con. Lửa con cũng bán đúng không? Vâng ạ. Lửa con. Thế còn xiên, xiên thịt này bao tiền một xiên? Bán 25.000 một lạng. 25.000 một lạng. À, ngon quá. Rồi. Thơm. Đây có những bàn anh em đang bán thịt bò, thịt trâu. Ồ. Đây thịt lợn như kiểu lợn lợn bản à? Lợn đen. Đây, nhìn cái da nó. Đây cái đầu đây đúng không? Đây. À. Cái đầu đây, lợn đen, cái bì của nó đây các bạn. Móng đây các bạn ạ. Thế là anh em ở bản nào mang đến đây chứ đúng không? Sapa đúng không? Ừ. Ngoài kia bên tay trái mình chỉ là có quán phở Trung Hoa nhé các bạn nhé. Quán đấy thì nổi tiếng ở Sapa này rồi, khoảng 25 đến gần 30 năm rồi các bạn ạ. Từ bé mình đã ăn ở quán phở đấy rồi. Thì các bạn đến Sapa thì cũng có thể là lựa chọn quán phở Trung Hoa này để mà ăn ăn sáng các bạn nhé. Mặt đường bên này thì cũng là bà con đang bày bán những cái nông sản. Hạt rẻ. Táo mèo à chị? Táo mèo Yên Bái à? Táo mèo ở đây thôi ạ. Ở đây á? À. Sao quả nó bé nhỉ chị nhỉ? Táo mèo ở đây nó chỉ thế thôi. À đây, táo mèo Yên Bái đây. Nó to hơn mà nhìn nó ngon hơn nhỉ. Đây là cái sâm đất à chị? Đấy là ba kích. À ba kích, ừ ba kích trắng. Có ba kích đen không? Ba kích trắng, ba kích tím nhỉ. À.
Tam thất tươi. À, củ tam thất tươi đây à? 10 củ 1 cân, 12 củ 1 cân. Tam thất tươi này 1 cân bán bao nhiêu? 600-700. À, tam thất tươi. Thế còn củ này? Củ này củ... củ gì đây? Sâm đất à? Sâm đất này luộc lên ăn đúng không? À, không, cái này thì là để ngâm rượu với hầm đá. À, ngâm rượu. Cái này thì ngâm cơm mà là tương đối uống rất là tốt hơn. À, thiếu máu thì uống cái này bổ máu. À, sâm đất tam thất. Sâm quỳ. Đây là củ sâm quỳ này các bạn nhé. Sâm quỳ rễ rất dài luôn. Ba kích. Ba kích tím à, hay đen kìa? Hả? Tím à. Tím này đắt không hay là rẻ hơn chú? Tím là đắt. Tím đắt hơn trắng đúng không? Ừ. Đây ba kích tím này các bạn ạ. Mà ba kích tím này nó to nhỉ chú nhỉ? Hàng rừng đúng không? Ừ. Đây là ba kích trắng. Đây là ngọc cẩu này các bạn nhé. Ngọc cẩu này ngâm rượu. Ừ. Toàn đồ ngâm rượu. À, sâm cau. Đây là sâm cau này. Anh em nào đi Sapa mua sâm cau về ngâm rượu nhá. Đây, toàn những đồ bổ cho các anh. Ui, ngọc cẩu, sâm đương quy. Đây là ớt, ớt chỉ thiên là gì? Vâng. Ồ, cay lắm đấy nhở? Cái này ớt có phải Sapa không chị? Ớt Sapa anh. À, ớt Sapa. Khu này là thiên đường của các anh ấy. Nếu mà các anh các bác đến Sapa thì qua cái đường N2 này thì đúng rồi. Trên rừng, đồ rừng rất là nhiều luôn. Chủ yếu là đồ ngâm rượu. Để xem anh đang làm gì đây. Đây. Cắt tỉa sâm cau anh ơi. Sâm cau à anh? Vâng. À, sâm cau này lấy trên rừng anh? Vâng. Cái này bên có đồ rừng rồi. Vâng. Trồng. Kinh. Sâm cau. Cái này bán tươi à? Vâng. Tươi bao tiền cân anh? Tươi 80. 80 nghìn thôi á? Vâng. Em tưởng cái này nó quý lắm mà. Nhưng mà dân họ lấy được thì bọn em chỉ giá bình thường thôi. À. Vâng. Này ngâm rượu thì các ông các bác thích lắm đấy nhỉ? Vâng, ngâm rượu hoặc sắc nước uống cho các bà đấy. À, sắc nước uống cũng được à anh? Vâng. Em tưởng này, này nó chuyên bổ cho đàn ông nhỉ? Không, đồ rừng mọi người cứ hiểu nhầm là đàn ông uống đâu phải đâu. Phụ nữ dùng được hết. Phụ nữ cũng dùng được. Vâng. À. Phụ nữ dùng này lại khổ đàn ông. À. Đây, bên này thì có hoa phong lan này. Ủa. Đâu anh? À, sen đá. À, cái này mới đấy nhở? Đẹp nhở? Ừ. Quá đẹp luôn. Đây là đồ hoa phong lan này. Hoa đá. Đây là củ gì đây không biết. À, củ bình vôi các bạn ạ. To nhở. Củ bình vôi này tác dụng gì, để làm gì ấy chị? Dạ. Củ bình vôi này ngâm à? À, ngâm rượu thì uống chữa xương khớp với cả mất ngủ. À, chưa mất ngủ. À. Sao nó to nhờ cô nhở? Một củ này có khi phải 5 cân nhỉ cô nhỉ? Hơn á. À. Mình đang di chuyển lên khu tầng 2 của chợ Sapa các bạn nhé.
khu tầng 2 này thì chủ yếu là đồ quần áo này, rồi các loại vải các bạn ạ. Và đối tượng khách hàng trên này chủ yếu là các bà con, người dân ở đây đang mua vòng ấy đúng không? Đấy là họ mua đồ trang sức ấy các bạn. Và nhiều đồ như vậy nhỉ. Đấy, chủ yếu là đồ phục vụ bà con ở các bản, các xã. Đây có các bà đang ngồi khâu thêu. Ngoài lúc bán hàng ra, nếu không có khách thì họ sẽ ngồi thêu những cái mũ này, những cái áo. Mình sẽ sang bên kia xem có gì không. Trên này mình thấy cũng là một điểm mà khách du lịch nên đến đấy, bởi vì là mình nghĩ rằng ở trên này có rất là nhiều cái văn hóa, đi chợ của người bà con này, rồi là làm những cái thổ cẩm này. Đây thổ cẩm mình tự làm hết đúng không? Đẹp chưa? Đấy. Túi đúng không? Đây may đây, tự may hết đây. Thích may kiểu gì cũng được đúng không? Người Dao, mình là người Dao ở bản nào? Ta Phin à? Và rất nổi tiếng việc thêu thùa này các bạn ạ. Bà thử may đi cho xem nào. Ừ. Bà nhiều tuổi rồi nhưng mà may vẫn rất nhanh và chuẩn các bạn ạ. Có nghề lâu năm rồi. 70 tuổi. Và bây giờ mình sẽ qua bên này xem. Mình thấy trên này rất là nhiều đồ luôn, mà váy vóc, quần áo, rồi các đồ phụ kiện. Đây những có bộ quần áo người Mông đẹp nhỉ. Này bán chủ yếu cho người Mông thôi chị nhỉ. Chứ khách du lịch có mua không? Mua ít thôi đúng không? Mình cũng là người Mông luôn à? Đấy, tự làm hết. Ở đây có những cái mũ đẹp lắm. Đây, như kiểu là lóng lánh luôn nhỉ. Chợ này có một cái giếng trời ở giữa này, nhìn rất là thoáng các bạn ạ. To, rộng. Có những đoàn khách hàng trăm nghìn người vẫn có thể đến đây được. Các bạn thân mến, như vậy là mình vừa có đi review rất là nhanh cái chợ Sapa các bạn nhé. Thì các bạn thấy chợ Sapa như thế nào thì hãy để lại phần ý kiến của mình ở dưới video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình có những video tiếp theo. Xin chào.